Thưa quý vị, thưa các bạn, là một trong những hoạt động hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 vừa được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề nâng cao chất lượng sản phẩm để giúp doanh nghiệp hội nhập vươn ra thế giới đã thu hút được sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tham dự hội chợ năm nay có hơn 300 doanh nghiệp với hơn 600 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng Việt chất lượng cao. Theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, nhờ tham gia các kỳ hội chợ, nhiều nhà sản xuất đã xây dựng các mối liên kết, nắm bắt được nhu cầu thị hiếu của khách hàng để xây dựng chiến lược phát triển của mình. Đến nay, mặt hàng do các doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng được đánh giá cao về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá thành phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng, nhất là với người lao động. Là doanh nghiệp vừa đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2018 và cũng là lần thứ 5 liên tiếp công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Quy Phúc đạt danh hiệu này. Là một đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm bàn ghế inox, bàn ghế nhựa, tủ nhựa, đồ gia dụng các loại với hơn 30 năm kinh nghiệm, doanh nghiệp đã đồng hành và tham gia xuyên suốt các hoạt động của hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc chủ động tham gia hội chợ, đưa hàng Việt về nông thôn nằm trong những hoạt động hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là dịp để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường cũng như các nhu cầu, mong muốn của người tiêu dùng. Từ đó, cải tiến sản phẩm sao cho phù hợp, đáp ứng được thị hiếu ngày càng cao, ngày càng đa dạng, tạo sự uy tín, niềm tin của khách hàng. Trong những năm gần đây, thì cái nhu cầu và sự hiểu biết của người tiêu dùng cao hơn, những doanh nghiệp Việt Nam cần phải có sự thay đổi. Riêng đối với Quy Phúc, chúng tôi cũng đã chủ động tìm hiểu, cải tiến, sản xuất ra những sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng. Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hội chợ đã không ngừng nỗ lực cải tiến quy mô chất lượng, đồng hành cùng doanh nghiệp qua từng năm tổ chức, trở thành điểm đến tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng, kết nối giao thương, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng. Đồng thời cũng là nơi người tiêu dùng có thể mua sắm những sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, nhận diện thương hiệu Việt, góp phần xây dựng và củng cố uy tín doanh nghiệp Việt, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước.